Nhánh pháo chống tăng T-110E4 của Mỹ là một nhánh tăng rất được người chơi quan tâm đến, nhờ sở hữu bộ giáp cứng chắc và tháp pháo xoay. Ở những chiếc tăng cấp thấp thì bộ giáp của chúng không tồn tại đâu. Lối chơi gần như phụ thuộc vào hỏa lực súng và khả năng cơ động cao của xe. Càng lên cao thì bộ giáp càng trở nên dày hơn. Đổi lại thì khả năng cơ động của xe sẽ chậm đi, khiến cho việc di chuyển xe trở nên khó khăn cũng như thay đổi lối chơi một phần. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhánh tăng T-110E4 này nhé. Chiếc tăng mở đầu nhánh của chúng ta sẽ là chiếc mèo địa ngục M18 Hellcat. Đây là một pháo chống tăng được dẫn lên từ chiếc người sói. Mình đã phân tích qua về nó trong video nhánh T-110E3. Anh em có thể tìm xem lại bên dưới phần bình luận nhé. Quay trở lại với nhân vật chính, thì đây là một pháo chống tăng sở hữu hỏa lực rất mạnh mẽ và khả năng cơ động cực cao. Đổi lại khả năng sống sót của nó rất kém, cùng với hiệu quả giáp của thân gần như bằng không. Độ dày giáp chỉ vòn vẹn 13mm, khiến cho nó thuộc top những chiếc tăng hiếm hoi có thể bị xuyên bởi đạn nổ mạnh HE của chiếc Leopard cấp 5. Hãy sử dụng tháp tương đối cứng chắc để hun đao tăng khả năng bảo vệ xe. Tuyệt đối tránh cho đối phương cơ hội bắn vào phần giáp nơi này nhé, bởi chỉ cần từ 3 đến 4 viên thôi là đủ tiêu diệt Hellcat rồi. Như đã nói ở trên, thì hỏa lực là một điểm mạnh sáng giá của xe. Nó được trang bị khẩu pháo 90mm với sát thương mỗi phát 240. Khả năng xuyên phá tốt, thời gian nạp đạn nhanh chỉ 5,81 giây giúp cho lượng sát thương mỗi phút của nó lên đến hơn 2.400. Nổi bật nhất phải kể đến khả năng xuyên phá giáp lên đến 243mm của đạn vàng APCG. Kết hợp với độ chính xác tốt và thời gian ngắm nhanh, càng khiến cho nó trở nên nguy hiểm hơn. Độ hạ nòng 10 độ kia cũng hạn chế việc sâu thân và giáp của xe, tăng khả năng chiến đấu và sống sót một phần. Khả năng cơ động tốt, với tốc độ tối đa lên đến 65 km/h. Đây cũng là chiếc pháo chống tăng nhanh nhất của game hiện nay, giúp cho việc chạy chỗ hỗ trợ tăng đồng minh hay đổi vị trí bắn tỉa nhanh. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất ở đây chính là tốc độ xoay thân và tháp pháo rất kém của xe, cùng với tốc độ lui chỉ có 15 km/h. Cùng với lượng máu thấp và khả năng bảo vệ giáp kém, hãy hạn chế đẩy lên quá cao ở khoảng thời gian đầu game. Hãy nhớ Hellcat vẫn chỉ là pháo chống tăng mà thôi. Có thể thấy Hellcat là một chiếc pháo chống tăng khởi đầu nhánh đáng chơi, với điểm yếu bộ giáp được bù đắp bằng hỏa lực mạnh mẽ và khả năng cơ động cao. Như đã nói ở trước, hãy hạn chế tối đa việc đẩy lên quá cao tuyến trên, bởi anh em sẽ tự khiến bản thân thành một miếng mồi ngon cho các đối phương. Chưa kể những chiếc tăng sử dụng đạn nổ mạnh HE với cỡ nòng to, hoàn toàn có thể một hit con mèo địa ngục này đấy. Giữ một khoảng cách nhất định, tận dụng khả năng ngụy trang tốt và độ chính xác của súng để hỗ trợ bắn tỉa tuyến 2, để tránh bị đối phương phát hiện. Hãy sử dụng khả năng cơ động cao để đổi vị trí bắn tỉa một cách linh hoạt nhé. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với những anh em lần đầu đến với nhánh pháo chống tăng tháp pháo này. Đến với chiếc tăng cấp 7, sẽ là chiếc T-25/2. Đây là một dự án pháo chống tăng được trang bị khẩu pháo 90mm và khung gầm của tăng hạng trung T-23. Điểm nổi bật nhất của bộ giáp là hiệu quả của phiến che súng đã được tăng lên đến hơn 200mm. Điều đó giúp cho nó có thể sử dụng lối chơi hun đao ở khoảng cách xa, tăng hiệu quả chiến đấu của xe và giảm khả năng bị địch bắn trúng vào. Tuy nhiên ngoài phần phiến che súng ra, thì bộ giáp của T-25/2 vẫn rất đỗi mỏng manh. Mặt trước tháp pháo có những nơi chỉ dày khoảng 50mm và phần hông chỉ 25mm. Chúng hoàn toàn có thể bị xuyên bởi đạn nổ mạnh HE, tăng cao tỷ lệ hỏng hóc và khiến kíp lái bị thương, hay thậm chí tiêu diệt hoàn toàn. Về phần thân hiệu quả giáp trước vắt nghiêng chỉ có 105mm, dễ dàng bị bắn xuyên qua bởi những chiếc tăng dưới cấp. Hai bên hông cũng chỉ dày từ 38 cho đến 50mm thôi, khiến cho việc nghiêng thân side scraping là điều hoàn toàn bất khả thi. Lối chơi duy nhất ở đây là hun đao tận dụng phiến che súng mà thôi. Về hỏa lực, nó không quá ấn tượng như những pháo chống tăng nước khác, khi chỉ được trang bị khẩu pháo 90mm với sát thương mỗi phát 240. Thế nhưng, đây lại là một trong những khẩu pháo nguy hiểm bậc nhất của cấp 7, sở hữu độ xuyên phá giáp tốt và thời gian nạp đạn rất nhanh chỉ 4,6 giây. Lượng sát thương mỗi phút lên tới hơn 3.100, kết hợp với độ chính xác cao và thời gian ngắm bắn nhanh. Đây đích thực là một cỗ máy gây sát thương ở khoảng cách xa,
khiến đối phương phải trở nên cảnh giác, dè chừng. Điểm trừ là độ ổn định tương đối kém, khiến cho việc bắn trong lúc di chuyển xe khá khó khăn. Phải dừng hẳn xe mới có thể ngắm bắn dễ hơn, nhưng đối phương cũng có thể chớp thời cơ để tấn công. Hãy cẩn thận vào nhé. Khả năng cơ động khá tốt, tương đương với những chiếc tăng hạng chung. Việc di chuyển trên các địa hình khác nhau không quá khó khăn, tốc độ xoay thân nhanh và vận tốc tối đa lên đến 50 km/h. Tuy nhiên vẫn có một thứ anh em cần phải lưu ý, chính là tốc độ xoay tháp pháo của xe chỉ ở mức trung bình thôi. Hạn chế đẩy lên quá cao, rồi phải đấu một chọi một với những xe tăng hạng chung, hạng nhẹ cơ động hơn mình đấy. Tốt nhất chỉ nên sử dụng nó, để di chuyển sang vị trí bắn tỉa và hỗ trợ khác nhanh hơn mà thôi. Tổng kết, chúng ta có một chiếc pháo chống tăng tốt, với khả năng chiến đấu như những tăng hạng chung. Hãy tận dụng độ chính xác tốt, và phần phiến che súng để hun đao hỗ trợ hỏa lực ở khoảng cách đủ xa. Điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót của xe. Một mặt khác, anh em có thể sử dụng nó như một chiếc tăng hạng chung nhờ lượng sát thương mỗi phút cao. Tuy nhiên hãy suy nghĩ kỹ hơn, bởi hiệu quả giáp của xe vẫn rất đỗi mỏng manh. Tránh việc chủ quan đẩy lên quá cao, rồi làm mồi ngon cho địch nhé. Đây cũng là chiếc xe có khả năng cơ động cao cuối cùng của nhánh T110E4 này. Từ những chiếc tăng tiếp theo, thì chuyển sang bò với lết mà thôi. Đến với chiếc tăng T28 Prototype ở cấp 8, thì mình xin nói thẳng luôn đây là bể hành lớn nhất mà anh em phải vượt qua. Thân hình của xe trở nên to lớn, được cải thiện một chút về hiệu quả bảo vệ giáp ở mặt trước của xe. Hỏa lực của xe cũng được tăng cường lên với khẩu pháo 120mm, nhưng điều đáng nói nhất ở đây là khả năng cơ động đã biến mất hoàn toàn. Vậy điều này ảnh hưởng tới lối chơi và cách chiến đấu của xe ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này nhé. Đầu tiên là về khả năng bảo vệ giáp, thì đây là một phiên bản nâng cấp đáng giá so với chiếc T25/2. Hiệu quả giáp lên đến 230mm. Một con số khá cao khi phần lớn tăng 8 không thể xuyên, buộc chúng phải sử dụng đến đạn vàng. Phần gầm xe cũng được tăng cường giáp, với độ dày lên tới 280mm. Về điểm yếu, thì T28 Prototype có kích thước khá to và khả năng ẩn giấu kém so với những pháo chống tăng. Độ dày giáp hông chỉ đạt từ 50-62mm, hoàn toàn có thể bị xuyên bởi đạn nổ mạnh HE. Lối chơi nghiêng thân, side scraping cũng trở nên bất khả thi. Anh em lưu ý đề phòng nhé. Tháp pháo là một điểm mạnh khác. Khi được trang bị một phiến che súng giáp rỗng che phần lớn diện tích, với độ dày lên đến hơn 400mm. Những phần giáp xung quanh có độ dày 210mm, có thể bị xuyên bởi đạn vàng của chiếc tăng cấp 7 trở lên. Phần nóc xe cũng không hề có giáp, để lộ khoang chiến đấu hẳn ra. Những đối phương ở vị trí cao hơn, có thể sử dụng đạn nổ mạnh HE để bắn vào đây. Không những phải nhận một lượng sát thương lớn, mà còn khiến cho kíp lái bị thương, giảm hiệu suất chiến đấu của xe. Hãy sử dụng lối chơi hun đao. Tận dụng hạ nòng 10 độ để phòng thủ từ khoảng cách an toàn. Về hỏa lực, thì nó được trang bị khẩu pháo stock 90mm của chiếc tăng cấp trước T25/2. Tuy nhiên, đây lại là một nỗi kinh hoàng, một ác mộng thật sự đối với người chơi dù sở hữu thời gian nạp đạn nhanh. Khả năng xuyên phá kém, sát thương mỗi phát thấp sẽ khiến cho đối phương không nể năng gì đâu. Cách tốt nhất ở đây là tích trữ một lượng lớn kinh nghiệm tự do. Rồi sau khi mua xe, hãy mở khóa ngay khẩu pháo 120mm để tránh việc ăn hành nhé. Đây là một khẩu pháo tốt, với sát thương mỗi phát 400 và thời gian nạp đạn 8,5 giây. Khả năng xuyên phá giáp cao lên tới 248mm đối với đạn chính AP. Đạn vàng tuy chỉ đạt con số 297mm, nhưng do là APCG nên hiệu quả xuyên giáp sẽ tốt hơn so với phần lớn đạn hít rồi. Điểm trừ của súng là độ chính xác kém và thời gian ngắm bắn rất lâu, thậm chí thua cả mấy chiếc tăng hạng nặng Liên Xô cùng cấp nữa cơ. Điều này khiến cho lối chơi bắn tỉa ở khoảng cách xa trở nên khó nhằn hơn. Hãy sử dụng nó để đi sau, hỗ trợ sát thương cho những tăng hạng nặng đồng minh. Việc chiến đấu tầm gần và chung sẽ tăng khả năng bắn trúng của chiếc xe này đấy. Ngoài ra, anh em cũng hạn chế vừa di chuyển xe vừa khai hỏa, do độ ổn định của nó cũng thuộc top từ dưới đếm lên mà thôi. Mình quên nói với mấy anh em là góc xoay tháp của con này chỉ có 143 độ mỗi bên thôi nhỉ. Điều này sẽ giới hạn góc bắn và khả năng phòng thủ của xe. Hãy tránh xa những chiếc tăng cơ động ra và tránh để chúng áp sát vào mình nhé. Khả năng cơ động của chiếc T28 Prototype là điểm yếu lớn nhất của nó. Tốc độ tối đa bị giảm xuống chỉ còn 28 km/h, khiến nó chỉ có thể theo sau và hỗ trợ những chiếc tăng hạng nặng. Việc tăng tốc và di chuyển qua các địa hình xấu cũng rất khó khăn. Tốc độ lùi xe chỉ 10 km/h, khiến việc rút lui trở nên nguy hiểm hơn và giảm tỷ lệ sống sót của chiếc xe này đấy. Một điểm khác mà anh em cần phải lưu ý, đấy chính là tốc độ xoay thân và tháp pháo vô thuộc top từ dưới đếm lên. Như mình đã nói ở trên, tuyệt đối tránh xa mấy con tăng cơ động cao và nâng cao cảnh giác đề phòng nhé.
Có thể thấy T-28 Prototype là một pháo chống tăng tuyến trên, khi sở hữu khả năng phòng thủ và hỏa lực mạnh mẽ. Nhưng bù lại, khả năng cơ động của xe lại rất kém, khiến cho nó gặp không ít khó khăn. Trong khoảng thời gian đầu trận, hãy di chuyển theo các xe tăng hạng nặng để hỗ trợ hỏa lực từ phía sau. Sau khi trận đấu đã diễn ra, thì có thể chủ động đẩy lên cao để tấn công tiêu diệt chúng hoàn toàn nhé. Đối với các xe tăng hạng nhẹ và hạng trung cơ động cao, hãy tận dụng bộ giáp trước cứng chắc để phòng thủ với chúng. Tránh để chúng tấn công từ phía bên hông hoặc đằng sau, nơi độ dày giáp tương đối mỏng manh. Thậm chí, nó còn có thể bị xuyên bởi đạn nổ mạnh HE của nòng 152mm. Phần giáp tháp pháo cũng không thật sự quá tốt khi đối phương sử dụng đến đạn vàng đâu, sử dụng lối chơi hun đao để giữ an toàn nhé. Sau khi vượt qua bể hành ở cấp 8, chúng ta sẽ đến với cấp 9 với chiếc pháo chống tăng T-30. Về bản chất, thì đây là một phiên bản khác của hai chiếc T-29 và T-34, với phần giáp tháp pháo được giữ nguyên và được trang bị khẩu pháo 155mm. Tuy nhiên do phải đối mặt với những chiếc tăng cấp trên, cũng như đánh đổi khả năng cơ động, nên khả năng phòng thủ của xe chỉ ở mức trung bình thôi. Phần phiến giáp che súng có hiệu quả rơi vào khoảng 280mm và được gắn thêm một miếng giáp 115mm ở sau. Tuy nhiên vị trí quan trọng nhất là phần giáp quanh khẩu súng, lại không hề được bọc thêm giáp hay là có giáp chính của xe ở sau. Chỉ cần đối phương sử dụng đến đạn vàng là dễ dàng xuyên thủng qua mặt trước của T-30. Phần má của hai bên xe có độ dày dao động khoảng từ 280 đến hơn 300mm, tăng khả năng chắn sát thương và nảy đạn đi. Sử dụng lối chơi hun đao, di chuyển xe để khiến đối phương khó ngắm bắn hơn. Để mắt tới những tăng có độ xuyên phá giáp cao để phòng hờ nhé. Phần thân là một điểm yếu lớn, khi hiệu quả phiến giáp trước chỉ có 170mm. Tầm này mấy con tăng stock cấp 8 nó bắn còn xuyên, chứ đừng nói tới lũ quái vật ở phòng đấu cấp 9 và 10 kia. Hai bên hông xe cũng không khá khẩm hơn, với độ dày ở phía trước là 76mm và phía sau chỉ còn 51mm. Hạn chế tối đa việc nghiêng xe, side scraping dù cho T-30 sở hữu một bản xích khá to. Bởi đối phương có thể dễ dàng bắn xuyên vào đây, gây hỏng hóc động cơ và bình xăng cho chiếc tăng này. Về hỏa lực thì T-30 được trang bị khẩu pháo 155mm với sát thương mỗi phát 640. Tuy nhiên, do cỡ nòng lớn nên thời gian nạp đạn khá lâu lên tới 13,8 giây. Để tận dụng tối đa hỏa lực của T-30, anh em nên chơi ở vị trí bắn tỉa. Điều này sẽ tận dụng được khả năng xuyên phá giáp tốt và độ chính xác của khẩu pháo để tiêu diệt đối phương ở khoảng cách xa. Ngoài ra, thì nó cũng tăng đáng kể khả năng sống sót của xe. Thời gian ngắm khá lâu, vì vậy hãy ngắm kỹ điểm yếu của đối phương. Một điểm mạnh khác của T-30 là đạn nổ mạnh HE, có độ xuyên giáp lên tới 90mm và sát thương mỗi phát 960. Hãy sử dụng nó để đối phó với những đối phương sở hữu bộ giáp mỏng manh, hoặc tăng hạng nặng cấp trên có bộ giáp dày nhé. Khả năng cơ động của nó khá ổn, với tốc độ tối đa là 35 km/h. Tuy nhiên, do trọng lượng của khẩu pháo khá nặng, nên nó đã ảnh hưởng tới tốc độ xoay thân và tháp pháo của xe. Hãy phán đoán tình huống để di chuyển xe, giữ khoảng cách với những tăng có khả năng cơ động cao. Điều an ủi ở đây là tháp pháo của xe có thể xoay 360, một điều đáng mơ ước của những pháo chống tăng cấp cao rồi. Khác với những pháo chống tăng cấp trước, thì T-30 lại mang hơi hướng của những chiếc tăng hạng nặng hơn. Hỏa lực mạnh mẽ cùng với tháp pháo có thể xoay, giúp cho lối chơi của nó tách biệt ra và nổi bật lên hoàn toàn. Ngoài lối chơi bắn tỉa thuần túy, anh em có thể sử dụng nó để theo sau hỗ trợ hỏa lực cho các tăng đồng minh. Tận dụng hạ nòng 10 độ cùng phiến che súng cứng chắc, để che đi điểm yếu phần thân. Đối phương một khi lộ ra, thì thứ chờ đón chúng sẽ là khẩu pháo 155mm này đấy. Bắn xong thì lui về sau nạp đạn, tránh đứng nấn ná quá lâu. Điều này sẽ giúp đối phương có thời gian ngắm điểm yếu của xe, và chuyển sang đạn có độ xuyên giáp cao. Hãy nhớ độ dày phiến che súng của T-30, chỉ có 280mm mà thôi. Tuyệt đối không sử dụng lối chơi nghiêng xe side scraping, cũng như chủ động tách khỏi tim. Điều này chỉ khiến cho những đối phương cơ động cao, kiếm được một miếng mồi ngon mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc T-110E4, một pháo chống tăng đảm nhận vị trí chiến đấu tuyến trên nhờ vào bộ giáp của xe. Nó thậm chí có thể chiến đấu ngang cơ với những tăng hạng nặng khác, mà không gặp quá nhiều vấn đề như IS-7 và E-100. Chưa kể trong phiên bản mới nhất 10.3, thì điểm yếu tháp quan sát của chỉ huy và khả năng cơ động kém đã được cải thiện. Ngoài ra còn một số thay đổi khác về súng, khiến cho hiệu quả chiến đấu của xe bị ảnh hưởng theo. Giờ thì, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích chi tiết nhé. Đầu tiên là về phần giáp, T-110E4 có giáp thân cứng cáp hơn chiếc T-30 với độ dày mặt trước lên đến hơn 320mm. Nhờ góc nghiêng 70 độ, đạn xuyên giáp AP và APCR sẽ bị nảy ra khi bắn vào đây. Tuy nhiên, những tăng sở hữu đạn vàng HE vẫn có thể xuyên vào đây,
hoặc bắn trực tiếp vào mối nối giữa thân trên và gầm dưới của xe do thiết kế tương đối phẳng phiu. Gầm xe cũng là một điểm yếu khó bỏ qua, do độ dày giáp nơi đây chỉ đạt từ 190 đến 240mm thôi. Riêng phần hông xe và phía sau, mình xin phép anh em được bỏ qua cũng như không bình luận thêm gì nhé. May ra lâu lâu này được 1 đến 2 viên của địch xui xẻo mà thôi. Phần này có thể lồng ghép video đang đi thì ăn đạn FV-183 vào đít và hông. Giống như phần lớn tăng Mỹ khác, T-110E4 sở hữu tháp pháo rất cứng cáp với phiến che súng đạt tới ngưỡng không thể xuyên. Giáp ở hai bên má tuy giảm đi đôi chút nhưng vẫn đạt độ dày lên tới 320mm. Chỉ cần xoay nhẹ tháp pháo là đủ chắn sát thương. Một điểm đáng chú ý khác là điểm yếu tháp quan sát chỉ huy đã được thu nhỏ và giảm độ dày của giáp xuống còn 220mm. Tỷ lệ đối phương bắn chúng sẽ giảm đi, nhưng việc xuyên qua sẽ trở nên dễ dàng hơn. Phần giáp của nóc xe cũng rất mỏng manh, những đối phương sử dụng đạn nổ mạnh HE cỡ nòng to đều có thể bắn vào đây. Ngoài phải nhận một lượng sát thương lớn, thì kíp lái và thiết bị ở trong cũng tổn thương và hư hại theo. Điều này sẽ giảm mạnh hiệu quả chiến đấu của T-110E4, anh em nên chú ý đề phòng. Về hỏa lực, T-110E4 được trang bị nòng pháo 155mm giống như chiếc T-30 cấp trước, nhưng sát thương của đạn chính đã giảm xuống còn 630 trong đợt cập nhật 10.3 vừa qua. Vận tốc đạn bay chậm, độ chính xác kém, và thời gian ngắm bắn lâu khiến cho lối chơi hỗ trợ bắn tỉa trở nên không khả thi. Cho nên hãy sử dụng lối đánh cận chiến, tận dụng các điểm mạnh, như khả năng xuyên phá tốt và thời gian nạp đạn nhanh chưa đến 12 giây. Ngoài ra, đạn nổ mạnh HE có thể xuyên thủng phần lớn giáp hông và phía sau của các tăng nhờ độ xuyên lên tới 95mm. Và với sát thương mỗi phát 940 thì đây không phải là trải nghiệm gì vui vẻ rồi. Về khả năng cơ động thì T-110E4 làm khá tốt, với những thông số tương tự như chiếc T-30. Tuy nhiên, do thiết kế động cơ mới ở sau, nên tháp pháo xe chỉ có thể xoay 180 độ ở phía trước thôi. Điều này hạn chế khả năng đối phó với các mục tiêu di chuyển từ nhiều hướng, đặc biệt là các góc phía sau. Cách tốt nhất để đối phó một khi bị chúng tấn công là sử dụng các vật cản để tách chúng ra tránh việc bị ép sát vào thân. Tốc độ lùi xe chỉ có 10 km/h thôi khiến cho việc rút lui trở nên khó khăn. Anh em chú ý tới đội hình đối phương trước khi di chuyển. Tổng kết, T-110E4 là một sự kết hợp giữa bộ giáp cứng chắc, khả năng cơ động ổn định của tăng hạng nặng và hỏa lực của pháo chống tăng. Nhờ đó mà lối chơi của nó cũng trở nên linh hoạt và khác nhau, như tham chiến trực tiếp với các tăng hạng nặng khác ở tuyến trên, hoặc hỗ trợ hỏa lực ở sau từ vị trí an toàn. Tuy nhiên do bộ giáp sở hữu nhiều điểm yếu, hãy tránh giao chiến với những tăng sở hữu hệ thống băng đạn và hỏa lực mạnh hơn. Chúng dễ dàng thổi bay nửa thanh máu của E4 ngay cả trước khi anh em kịp nhận ra. Một điểm cần phải lưu ý khác là những tăng hạng nặng to cao hơn khi áp sát, hoàn toàn có thể bắn vào điểm yếu trên tháp pháo của xe. Cho nên trong lúc lùi về sau, hãy giơ súng hướng thẳng lên để che đi. Tiện thể nhớ lắc hông xoay xoay trong lúc lùi về nhé. Như vậy, qua video ngày hôm nay, chúng ta đã đi vào tìm hiểu về nhánh tăng T-110E4, một nhánh xe mang trong mình nhiều điểm mạnh khi kết hợp được những tính chất của các dòng xe khác. Qua đó tạo ra sự linh hoạt trong lối chơi, trở thành một con bài tẩy, khiến cho team địch phải khổ sở. Qua bản update 10.3, em nó tuy có một vài sự thay đổi lớn và đối với một số anh em, thì T-110E4 đã không còn ngon như trước. Nhưng không vì thế mà chiếc xe này đánh mất đi sức mạnh, sự đáng tin cậy và chỗ đứng trong lòng người chơi. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy thích, anh em hãy cho mình xin một like, share cũng như là subscribe và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mà chúng mình ra trong tương lai. Chúc anh em một ngày tốt lành.